Điểm hẹn Chủ nhật 11 tháng 7, 2021. Chủ nhật 15 thường niên. Lên đường đi anh. Lá thư tình viết cho người yêu đang ở Canada. Chủ nhật buồn, lòng anh sao rỗng tuếch, bèo trôi mặt nước, liễu rũ bờ kênh, hồn lênh đênh theo mây gió bồng bềnh. Cần gì hơn ngoài ly cà phê đắng? Thằng bạn thân bên Mỹ nói với anh rằng thú nhất ở Sài Gòn đó chính là ngồi nhâm nhi cà phê với bạn bè, tán phét với nhau, quên để buồn tẻ, ra rả nói cười cho vơi phiền muộn. Ôi, bên Mỹ cuộc sống quá là bận rộn, thèm được như vậy mà có được đâu. Có khi vừa ăn sáng vừa cạo râu, rồi vừa lái xe vừa uống cà phê. Giọt dài, giọt ngắn, từng giọt cà phê đọng lại trên môi ngọt đắng cuộc đời. Hạnh phúc như đang xa tầm tay với, cứ nhạt dần theo cung bậc thời gian. Sài Gòn giờ thông thoáng đến thanh thang, giãn cách toàn thành, hàng quán vắng tanh, chỉ thấp thoáng áo bảo hộ màu xanh. Phố đông người, còn ai đâu hối hả. Con đường thân quen gần nhà vắng lạ, nhớ ngày xưa hai đứa mình đi qua, tay trong tay, cười nói thật rôm rả, vai kề vai, thầm thì tiếng yêu thương. Chủ nhật mình vào cà phê sân vườn, cùng thả hồn theo tiếng nhạc du dương. Bên ly cà phê quyện khói vấn vương, như thấm từng giọt tình yêu. Thế nhưng em yêu ơi, em có biết không? Sáng nay cà phê một mình, Sài Gòn chợt mưa chợt nắng, nhớ em bao nhiêu trò vừa. Em ơi, sáng nay nghe mưa quanh mình, trời chợt lạnh như mùa đông, những cơn mưa rơi ở thờ, rớt trên cuộc tình mong manh. Sáng nay mây thấp trên đầu, từng giọt cà phê ngọt đắng, biết em nơi đâu bây giờ. Em ơi, sáng nay ngồi có một mình, từng giọt sâu rơi lặng lẽ, biết em ra đi thật rồi. Em ơi. Sài Gòn trống vắng, hàng cây tắt nắng, ngồi đây lòng sao xuyến chơi vơi. Thương nhớ em, trái tim anh bồi hồi, âm thầm lặng lẽ cà phê một mình. Em đã quyết định chọn hiếu, rời tình, đi xa thật xa tận Canada để được đoàn tụ cùng với mẹ cha, bỏ anh ở lại ôm sầu tương tư. cuối cùng anh cũng thông hiểu mọi sự. Ôi, cầu chúc cho em nơi miền đất mới, êm ấm bên cha mẹ, tương lai rạng ngời. Tuy yêu xa nhưng lòng gần em nhỉ. Những lá thư đầu em kể tỉ mỉ về cuộc sống của em nơi xứ người, cả những buồn vui, nước mắt, nụ cười và danh lam thắng cảnh của Canada. Em nói em rất thích Canada, đất nước xinh đẹp, thanh bình, yên ả. Thành phố Toronto lớn nhất nước cũng là trung tâm văn hóa và kinh tế. Có tháp Seien cao 553 mét, đứng sững ở ngay trung tâm thành phố. Rồi thủy cung Ripley rất tuyệt vời. Công viên Hyde Park rộng lớn xanh mát. Em nói về thành phố cổ Quebec được UNESCO công nhận là di sản văn hóa, nổi tiếng với các hoạt động lễ hội. Có tòa lâu đài lộng lẫy Frontenac nằm cách bờ sông thơ mộng Saint Laurent. Rồi đảo Vancouver hoang sơ quyến rũ với những cụm cỏ dài xanh mướt, những dòng suối uốn lượn duyên dáng, bờ biển trải dài, cát đẹp mê hồn. Em nói về thác nước Niagara hùng vĩ, được chọn làm bối cảnh cho nhiều bộ phim. Rồi Rocky Mountains, Alberta, phong cảnh tuyệt đẹp, nhất là vào mùa thu. Rồi kênh Rideau dài 202 km. Mùa đông biến thành một sân trượt băng. Thành phố Montreal thú vị với 4.000 nhà hàng và 75 món ăn các loại. Ngắm hoàng hôn tuyệt vời trên hồ Otter, rồi hồ Louise trên đỉnh núi cao. Mùa hè chèo thuyền, mùa đông trượt băng trên hồ. Em nói biểu tượng của thủ đô Ottawa là loài hoa tulip rất tươi đẹp. Hàng năm có lễ hội hoa tulip ở đây, thu hút rất nhiều du khách trên thế giới. Ôi, em đã kể rất nhiều nơi hấp dẫn. Kết lá thư, em mong ước có ngày Bảo lãnh anh sang đoàn tụ với em, để chúng mình được sống chết mãi bên nhau. Đọc thư xong, anh còn nợ em nhiều quá. Nợ những buổi hẹn hò cà phê sân vườn, nợ tiếng đàn khi em hát bản tình ca, nợ chiều mưa về che dù chung khỏi ướt. Em yêu dấu ơi, anh còn nợ em. Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá lá đổ chiều êm. Làm sao để trả nợ cho em đây hả em? Và món nợ lớn nhất anh không trả nổi là nợ lên đường với lòng Chúa thương xót, hứa sẽ tham gia nhóm thiện nguyện tín thác, mỗi ngày siêng năng lần chuỗi lòng xót thương, mỗi tháng lên đường thực hành lòng xót thương. lặn lội khắp nơi loan truyền lòng thương xót. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em, vì anh đã không giữ tròn lời hứa. Khi em đi rồi, anh cũng nhiệt tình lắm. Tuổi trẻ hăng hái, hào khí ngất trời. Có nề hà gì bao gian khổ nguy khó. Thế nhưng cấp trên của anh vẫn còn sống thời bao cấp, nặng hình thức, duy luật lệ, duy ý chí, luôn lấy ý mình là đúng, chẳng nghe ai, bắt cấp dưới tuân lệnh không được ý kiến, chẳng đón nhận tuổi trẻ làm việc sáng tạo với cách làm mới và cách suy nghĩ mới. Chúa nói rượu mới phải đổ vào bầu da mới, không thay bầu da mới uổng phí rượu mới, không bao giờ giáo hội tiến được đâu em. Anh đã kiên nhẫn nhịn nhục để phục vụ, sẵn sàng xin vâng trong những điều chính yếu. Cách thức thể hiện không theo đường xưa lối cũ, phải sáng tạo, năng động, thu hút nhân tâm. Phaolô đã chẳng từng nói sao cũng được, miễn là tin mừng được loan truyền đó sao? Ấy thế nhưng cấp trên anh không muốn chấp nhận vậy. Mọi thứ phải theo đúng cơ cấu phẩm chất, phải làm theo truyền thống từ xưa để lại, không được sáng tạo, cứ bổn cũ soạn lại. Thế là được rồi, mọi sự mới bình yên. Như thế cấp trên mới không sợ mất chức, cấp dưới cũng được tiếng ngoan hiền dễ dạy. Nếu làm như thế, anh không thể làm được. Anh là người chứ không phải là robot. Như một tên nô lệ, bảo sao làm vậy? Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Anh rút lui về phục vụ theo cách của anh, âm thầm, lặng lẽ, chẳng đụng chạm đến ai. Sài Gòn sáng nay mưa rơi phủ đầy. Nhịp sống thật chậm, Covid hoành hành. Bên ly cà phê chỉ một mình anh, miên man nhớ về em biết bao cho vừa. Anh chỉ muốn nói với em như ai kia: em yêu ơi, dù ở nơi xa vắng, chưa bao giờ anh thấy em rời anh. Khi anh vui cũng nghe tiếng em cười, khi đau đớn anh nhìn ra cửa sổ. Những tin nhắn bay qua khung cửa, chạm vào anh âu yếm vỗ về. Trái tim anh vui sướng lắng nghe lời lặng lẽ em gửi bằng ý nghĩ. Anh thật sung sướng hạnh phúc biết bao khi nhận được tin nhắn của em mỗi ngày, nói chuyện thường xuyên với em trên FaceTime, cùng nhau nghe radio Tín Thác nữa. cùng hy sinh cầu nguyện, chia sẻ tĩnh tâm chung, giúp nhau trong những việc đạo và đời. Ngày nào không nhận được tin nhắn của em hay không được nói chuyện với em online là lòng anh thấy sao mà buồn da diết, thấy như thiếu đi một thứ gì đó. Ngày ăn không ngon, tối ngủ chẳng yên, như mất đi một phần sức sống thường ngày. Em hay nói em cũng thấy giống như anh vậy, chắc chúng mình có thần giao cách cảm, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Anh yêu nhỉ. Hôm nay nhận được tin nhắn của em: anh ơi, Canada vừa trải qua đợt nắng nóng kỷ lục đã khiến hàng trăm người phải thiệt mạng. Anh cùng em hiệp thông cầu nguyện cho họ nhé. Rồi em gửi bài chia sẻ tuần này: tin mừng Chủ nhật 15 thường niên. Em viết cho anh những lời rất thấm thiết. Lên đường đi anh, sao chậm chạp thế? Thời dài thườn thượt nào được ích chi. Than thân trách phận, giải quyết được gì? Oán trời trách đất, không nơi dụng võ. Lên đường đi anh, Minh Quân đang chờ đó. Đã cho anh sinh đúng thế kỷ mà, đâu có nhầm lẫn khi nạp anh ra, tạo cơ hội cho anh trổ năng lực. Lên đường đi anh, Chúa yêu anh hết mực. Lời Chúa sáng soi trên mọi nẻo đường, tín thác vào quyền năng lòng Chúa xót thương. Đừng so đo hay tính toán thiệt hơn. Lên đường đi anh, đừng mang gì hết trơn, không bao bị lương thực tiền dắt lưng. Sống theo lời Chúa dạy trong tin mừng, không xe hơi, nhà lầu hay hàng hiệu. Lên đường đi anh, không cần người giới thiệu, không lệ thuộc vào bất cứ ai cả, cho dù người quyền thế hay đại gia, tiền rừng bạc bể, áo mão cần đài. Lên đường đi anh, Chúa bên anh mãi, ban cho quyền lực chữa lành bệnh nhân, xua trừ ma quỷ, giúp người cơ bẩn sám hối quay về với lòng Chúa thương xót. Lên đường đi anh, quên hết đắng đo, rao giảng cho mọi người trong thời Covid, tin tưởng, cậy trông, sống có mục đích, sống lòng thương xót như Chúa mời gọi. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: thà một giáo hội lên đường mang thương tích hơn một giáo hội vàng vọt yếu đuối ở trong nhà. Hãy ra khỏi bản thân để loan báo tin mừng. Cha muốn giáo hội ra đi truyền giáo, một hội thánh không quá tĩnh lặng, một hội thánh xinh đẹp khi biết ra đi. Hãy sống tích cực, nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, và đồng thời hãy ra đi sẵn sàng gặp gỡ mọi người, nhất là những ai bị khinh rẻ và bất hạnh. Đừng sợ phải đi ngược dòng đời. Mỗi người phải là người rao giảng tin mừng. đặc biệt bằng cách sống của mình. Hãy mở tung cánh cửa ra vùng ngoại biên, đến với dân ngoại, người nghèo khổ tội lỗi. Đừng ru rú trốn trong vùng an toàn, sợ mang thương tích, sợ té ngã thương tật. Cứ làm đi, đừng sợ sai, sai thì sửa. Cứ sợ sai, sợ lạc, chẳng làm được gì. Như thế, giáo hội mãi dậm chân tại chỗ, lẽo đẽo, y ạch đi theo sau thời đại. Thì làm sao dẫn dắt đàn chiên ngu ngơ đi vào đường ngay nẻo chính được đây? Lên đường đi anh, đừng bám trụ vào một chỗ. Cấp trên sai đi, tìm mọi cách ở lại, chỉ muốn sống ở cơ ngơi đó mãi, vì không thiếu thứ gì. Bỏ đi, tiếc quá, chỉ muốn ở đây cho đến chết mà. Chỗ mới làm lại từ đầu, dại gì đi. Ai lên đường đi, mình cứ ở lì. Vất vả uổng công, người khác hưởng sái sao? Em van anh đấy, đừng suy nghĩ như vậy, tính toán như thế hơn gì người thế gian. Cho dù anh được lãi cả trần gian, mà mất linh hồn thì có ích gì đâu. Đức Thánh Cha Phanxicô viết trong thư kỷ niệm 90 năm tại Ba Lan, Chúa hiện ra với Thánh nữ Faustina. Hãy lan truyền ngọn lửa của lòng thương xót. Ngọn lửa này phải lan tỏa trên toàn thế giới, nơi lòng thương xót của Thiên Chúa. Thế giới sẽ tìm thấy hòa bình, nhân loại sẽ tìm thấy hạnh phúc. Đừng chần chờ chi nữa, hãy lên đường đi anh. Hãy đi khắp nơi loan truyền lòng Chúa xót thương. Hãy đi khắp nơi loan truyền tin mừng yêu thương, từ bốn phương trời loan truyền lòng Chúa xót thương. Tín thác nơi Chúa, người người được ơn cứu độ. Tín thác nơi Chúa, người người được ơn chữa lành. Hãy đi khắp nơi loan truyền tin mừng yêu thương, từ bốn phương trời loan truyền lòng Chúa xót thương. Tín thác nơi Chúa, một niềm cậy trông vững lòng. Tín thác nơi Chúa, người nghèo được Chúa xót thương. Hãy đi khắp nơi loan truyền tin mừng yêu thương, từ bốn phương trời loan truyền lòng Chúa xót thương. Tín thác nơi Chúa, lòng người tràn bao hy vọng. Tín thác nơi Chúa, lòng người được luôn an bình. Hãy đi khắp nơi loan truyền tin mừng yêu thương, từ bốn phương trời loan truyền lòng Chúa xót thương.